Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc vừa công bố kết quả phân tích các yếu tố về môi trường, dịch bệnh dẫn đến ngao chết hàng loạt ở huyện Hậu Lộc trong thời gian qua. Qua phân tích các mẫu mà trung tâm thu được trong 9 mẫu nước tại vùng nuôi ngao xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc cho thấy, các chỉ tiêu có giá trị nằm trong giới hạn cho phép đối với môi trường nuôi thủy sản nước mặn lợ và quy chuẩn Việt Nam. Không xuất hiện tảo độc hại trong các mẫu phân tích, virus gây bệnh herpes virus và Burkinsut đều âm tính. Qua đó, trung tâm kết luận mật độ thực vật phù du thấp, môi trường nghèo dinh dưỡng, ngao gầy, giảm sức đề kháng. Mật độ nuôi dày dẫn đến ngao cạnh tranh thức ăn và nơi trú ẩn, tạo điều kiện môi trường biến động đột ngột, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm cao là nguyên nhân chính gây nên tình trạng ngao chết ở Hậu Lộc. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các hộ thu gom xử lý ngao chết bằng cách chôn lấp cách xa khu vực nuôi, tránh gây ô nhiễm sang vùng nuôi khác. Đối với ngao đạt kích cỡ thương phẩm cần có kế hoạch thu hoạch sớm nhằm tránh thiệt hại có thể xảy ra. Đối với ngao nuôi chưa đạt kích cỡ thu hoạch, những bãi nuôi còn sống có mật độ dày cần san thưa hoặc di chuyển ngao đến vùng nuôi có yếu tố môi trường ổn định. Việc thực hiện đồng bộ từ kiểm tra kiểm soát các cơ sở giết mổ, quản lý chặt hoạt động buôn bán, kinh doanh tại các chợ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã góp phần ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi bùng phát, lây lan, đồng thời giúp người dân được sử dụng thực phẩm an toàn. Mặc dù địa bàn rộng, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm phân tán, nhưng để kiểm soát chặt việc giết mổ, huyện Thạch Thành đã thành lập đội phản ứng nhanh gồm 16 cán bộ làm nhiệm vụ cập nhật, rà soát từng cơ sở giết mổ để quản lý và kiểm tra nghiêm ngặt. Vì vậy, trong hơn một tháng qua, gần 1.200 con lợn được giết mổ tại các cơ sở trên địa bàn huyện đều đã được khai báo cụ thể và không có trường hợp nào vi phạm quy trình giết mổ, đảm bảo an toàn trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Cơ sở giết mổ bên tôi thì là làm là đúng theo quy trình. Làm xong là trước khi làm thì quần áo bảo hộ tử tế và làm xong thì thay bộ quần áo để tránh vi khuẩn và làm xong thì có phòng phun tiêu độc khử trùng. Và lợn chúng tôi giết mổ thì đã có kiểm định của thú y và làm xong thì sẽ có cơ quan thú y đến đóng dấu kiểm định mới được mang xuất bán. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh mới có 32 cơ sở giết mổ tập trung và còn tới hơn 2.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Để quản lý chặt được hoạt động giết mổ, thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tăng cường quân số, liên tục bám sát địa bàn, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở giết mổ, nâng cao nhận thức trách nhiệm và quy trình giết mổ an toàn. Nhờ đó, trong gần 2 tuần trở lại đây, số lượng thịt lợn được tiêu thụ trong ngày đã tăng lên và người dân đã yên tâm sử dụng thịt lợn. Sau lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái Sầm Sơn, sự kiện mở đầu cho năm du lịch biển Sầm Sơn năm 2019, các đơn vị chức năng và các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho một mùa du lịch hứa hẹn đem lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ đối với du khách. Tại tuyến đường Hồ Xuân Hương, cây xanh được bổ sung trên giải phân cách tạo cảnh quan thoáng đãng và thêm bóng mát cho du khách khi đi dạo. Công tác chỉnh trang đô thị, chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng điện, viễn thông cũng đang được tích cực triển khai. Các cơ sở kinh doanh lưu trú cũng đã sẵn sàng để đón và phục vụ du khách. Năm nay thì cơ sở của tôi sẽ có chuẩn bị cho thêm khai trương thêm một cái khách sạn 4 sao 160 phòng. Đang tiếp tục training huấn luyện cho nhân viên các cái kỹ năng, đồng thời là làm tốt các cái công tác dịch vụ, khai thác các cái dịch vụ về ăn uống, ẩm thực cũng như là lưu trú để sao tốt nhất có thể để mang lại cho cái dịch vụ cho khách hàng tại Sầm Sơn. Sầm Sơn đang khoác lên mình một diện mạo mới trước khi bước vào chương trình lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 được tổ chức vào tối ngày 13 tháng 4 tới đây. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được quan tâm. Đặc biệt năm nay, thành phố Sầm Sơn cũng thể hiện quyết tâm tiếp tục chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ, nâng cao văn hóa văn minh du lịch để ngày càng hấp dẫn, thu hút được nhiều du khách. Quý 1 năm 2019, lực lượng công an Thanh Hóa tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong quý 1 năm 2019, công an Thanh Hóa đã điều tra làm rõ 384 vụ với 867 đối tượng phạm pháp hình sự, khởi tố 159 vụ, 231 bị can phạm tội về ma túy, thu giữ nhiều tăng vật liên quan, khởi tố 13 vụ, 18 bị can phạm tội về kinh tế tham nhũng buôn lậu, bắt giữ 81 vụ với 328 đối tượng đánh bạc, xử lý gần 19.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, ngày 23 tháng 3 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn Thần Đen và Nguyễn Ngọc Tuyên, tức Tuyên Mo để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Đối tượng này thì nó có nhiều cái vỏ bọc. Trước tiên là dưới cái dạng là doanh nghiệp. Có thể khẳng định đây là một trong những cái ổ nhóm tội phạm hoạt động rất là cộng cán, liều lĩnh. Trong ổ nhóm này thì hầu như các đối tượng này đều có tiền án tiền sự, đã từng bị bắt, đã từng bị tòa kết án và hiện nay trở về địa phương tiếp tục tập trung co cụm với nhau để thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật. Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, trong thời gian tới, Công an Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, kết hợp với phòng ngừa xã hội, quyết tâm làm giảm tỷ lệ tội phạm. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời dập tắt đám cháy trên xe tải chở nhiều hàng hóa. Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ cháy xe tải mang biển kiểm soát 36C13703 trên quốc lộ 47, địa phận xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Hàng hóa trên xe đa phần đều là những chất dễ cháy như quần áo, âm ly, dây điện, vải, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy, chống cháy lan đến số hàng hóa còn lại trong thùng xe. Sau 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Bản tin 18:30 sẽ đến tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI quý 1 đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong số này, tổng vốn đầu tư vào bất động sản là hơn 778 triệu đô la Mỹ, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn từ nay về sau, mục tiêu là phát triển 100 triệu mét vuông nhà ở một năm, chưa kể các công trình văn phòng dịch vụ, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ giao thông, đô thị khác. Đây là cơ hội và mảnh đất màu mỡ để các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đầu tư, nhất là khi Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập, tích cực thực thi các hiệp định thương mại thế hệ mới song phương và đa phương. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn năm 2019-2020. Theo đó, có 21 nhóm thuốc sản xuất trong nước trị các bệnh thường gặp ở nhiều người, các bệnh mãn tính, có nhu cầu sử dụng nhiều được đưa vào chương trình bình ổn. Số lượng thuốc bình ổn chiếm 50% nhu cầu thuốc thiết yếu của thành phố. Thành phố cũng dự kiến lượng sữa tham gia bình ổn thị trường chiếm từ 30 đến 35% mức tiêu dùng của thị trường, gồm sữa bột dành cho trẻ em, sữa bột dành cho bà mẹ mang thai, sữa bột chức năng, sữa nước dinh dưỡng bổ sung duy chất. Một vụ phá rừng mới xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 675 thuộc rừng phòng hộ Đắc Mi, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tại hiện trường, cây rừng nằm la liệt, nhiều phách gỗ được xẻ vuông vức chưa kịp mang ra khỏi rừng. Trên đường mòn dẫn vào rừng còn lưu lại dấu vết nhiều cây gỗ đường kính hơn 1 mét bị đốn hạ, có cây đường kính 2 mét. Sau khi vụ việc được phát giác, hạt kiểm rừng phòng hộ Đắc Mi, Ủy ban dân huyện Phước Sơn đã cử lực lượng vào kiểm tra, đo đếm lại số cây gỗ bị thiệt hại, đồng thời đề nghị công an điều tra làm rõ vụ việc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện 4 xà lan đang khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ. Chủ các phương tiện không xuất trình giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát, cũng như giấy tờ liên quan đến hàng hóa, phương tiện, người điều khiển phương tiện theo quy định. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xà lan có hàng chục máy hút cát với công suất lớn. Thời điểm bắt quả tang, 4 xà lan đang chứa khoảng gần 1.000 mét khối cát. Sáng nay ngày 9 tháng 4, lửa bất ngờ bùng phát từ kho chứa hàng ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Khói lửa bốc cao hàng chục mét khiến mái tôn đổ sập. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân điều động 10 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế. Kho hàng trên rộng hàng trăm mét vuông là nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy như múp xốp và hàng nông sản, rau củ quả. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng nay, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra tại ngã tư Phạm Hùng, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo đó, một chiếc ô tô hiệu Mercedes biển kiểm soát 30A800015 đã lao vào hàng loạt phương tiện đang lưu thông khiến nhiều người bị thương. Tại hiện trường có 3 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Phần đầu chiếc ô tô gây tai nạn bị biến dạng. Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế trong xe đã rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Ngay sau khi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin 10 người dân phải điều trị phơi nhiễm HIV do bị một nam thanh niên dùng vật sắc nhọn tấn công tại khu vực phường 1, quận 5, Công an quận 5 đã khẩn trương xác minh truy xét và hiện đã phát hiện được đối tượng. Sau khi lấy lời khai các nhân chứng và người tình nghi, tạm thời Công an quận 5 cho gia đình bảo lãnh về quản thúc tại nhà với sự giám sát của lực lượng chức năng địa phương. Hiện Công an quận 5 đang tiến hành các thủ tục cần thiết, trong đó chưa hoàn tất các kết quả điều tra xét nghiệm, giám định thương tật, kiểm tra dấu hiệu tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ email bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.